Sáng ngày 18 tháng 11, ông Phạm Công Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Thạch Hà đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn tại gian bếp nhà của một phụ nữ ở thôn Tân Phong. Thông tin bước đầu, vụ nổ xảy ra vào tối ngày 17 tháng 11. Hiện trường khu vực gian bếp thô sơ, rộng khoảng 10m², được làm tạm bên cạnh nhà bị lộn xộn, ngói rô xi măng bị đổ sập, vỡ nát, nhiều vật dụng nồi niêu son chảo, củi khô trong bếp bị hất văng tung tóe. Tại đây, phát hiện có 3 thanh thiếu niên bị thương, bỏng nặng, cháy xém, lần lượt sinh năm 1999, 2005, 2008 cùng trú tại thôn Tân Phong. Sáng nay ngày 18 tháng 11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cả 3 bệnh nhân trên được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng rất nặng. Trong đó, 2 bệnh nhân đã được chuyển ra bệnh viện bỏng ở Hà Nội để cấp cứu, điều trị ngay trong đêm. Bệnh nhân còn lại điều trị tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.